Tại sao anh lại chọn tôi làm vợ chưa cưới của anh? Chắc là vì tôi sẽ không bao giờ phải lòng cô. Anh biết gì không? Nam chính trong truyện tranh thiếu nữ cũng hay nói như vậy. Sau này đều bị vả mặt bôn bốt cả thôi. Cháu nói đi. Cô ấy không có thai. Hôm đó cô ấy chỉ thấy khó chịu trong cháu người là thôi. Cháu đích tôn nhà họ Phó. Cháu phải luôn ghi nhớ thân phận của mình, chú ý đến ngôn từ và hành động của mình. Vị trí dâu trưởng nhà họ Phó không phải chọn bừa ai cũng được đâu. Cô bé đó có lai lịch như thế nào? Ông muốn gặp con bé. Ông nội, con mới qua lại với cô ấy không lâu. Hay là đợi một thời gian nữa? Lẽ nào là một ả đàn bà lai lịch bất minh? Cô ấy không phải người có lai lịch bất minh. Cô ấy là thiên kim của tập đoàn Vân Thị. Tập đoàn Vân Thị vẫn luôn ở nước ngoài. Ông cũng chỉ mới nghe nói, chứ chưa tiếp xúc bao giờ. Theo con thấy chỉ Nhu hợp hơn. Có tri thức, biết lễ nghĩa, dịu dàng, lại hiền, là ngôi sao nổi. Con bé còn là cựu nhân viên của tập đoàn Phó Thị, trung thành và tận tụy với Phó Thị, hay là trung thành và tận tụy với chú ý ngôn từ của cháu. Vâng, nếu đã như thế, cháu cứ dẫn cô gái tên Vân Tưởng Tưởng kia về gặp ông. Cô Vân. Ai đây con? Đây là... Anh bảo tôi đóng giả vợ chưa cưới. Sau khi xong việc, tôi không chỉ có thể rút đơn kiện nhà xuất bản truyện tranh của cô, mà còn trả thù lao tương ứng cho cô. Theo hợp đồng, lẽ nào cô không muốn vẽ ra một bộ truyện tranh được tất cả mọi người yêu thích sao? Theo như tôi biết, bệnh của mẹ cô cần rất nhiều tiền. Tôi có thể giúp bà ấy nhận được sự trị liệu tốt nhất. Đây là danh thiếp của tôi, nghĩ cho kỹ đi, rồi gọi cho tôi. Anh Phó, trước khi ký, tôi có một câu muốn hỏi anh. Hỏi đi. Tại sao anh lại chọn tôi làm vợ chưa cưới của anh? Chắc là vì tôi sẽ không bao giờ phải lòng cô. Anh biết gì không? Nam chính trong truyện tranh thiếu nữ cũng hay nói như vậy. Sau này đều bị vả mặt bôn bốt cả thôi. Tôi đúng là nam chính trong câu chuyện. Nhưng cô có chắc cô là nữ chính không? Anh yên chí, cho dù trên trái đất này chỉ còn lại một người đàn ông là anh, không phải lòng anh, tốt nhất là cô nói được làm được. Ôi chao, hai người đều lập giới hạn rồi. Để xem đến lúc đó ai bị vả mặt trước. Ngày mai cô theo tôi đi gặp ông nội tôi. Ông nội anh là ông cụ đáng sợ của nhất tập đoàn Phó Thị trong truyền thuyết.